Chào tất cả quý vị, Khánh Hoàng và Hương Thủy đang đứng trước cái poster của trung tâm tiếng Nga ở ngay tại Siam Paragon, là một trong những cái siêu thị rất là lớn, sầm uất nhất ở tại Bangkok. Và quý vị thấy không, đây là một cái poster mà đang ngự trị chểm chệ ngay tại Siam Paragon. Thật ra quý vị biết không, Hương Thủy đang rủ anh Khánh Hoàng. À, tại vì anh Khánh Hoàng đây là lần đầu tiên anh qua Thái với Tiếng Nga, bỡ ngỡ lắm quý vị. Còn Hương Thủy thì qua năm rồi, cho nên là hai anh em rủ nhau tính đi mà thần bốn mặt thì lại chiêm nghiệm, tại vì có một cái hình mình hơi bự bự ở kia. Đúng cho rồi. Nên sẵn đây đó là giới thiệu với quý vị là Hương Thủy trong Paris by Night 136 cùng với tất cả nghệ sĩ đây. Rồi, bây giờ chút xíu nữa là Hương Thủy sẽ dẫn anh Khánh Hoàng đi, rồi quý vị cùng theo với Hương Thủy với anh Khánh Hoàng nha. Rồi, mời quý vị. Already. Hello, can you take we go to the for temple? Okay, how much for? For yeah. Yeah. After temple. Yeah, yeah. Brahma. Yeah, yeah. How much? 150. Okay, 150. Okay, yeah. One fifty. Okay, go. Yep. Em vô trước. Sau khi đã hỏi giá, thì hai anh em đã bắt một chiếc xe túc túc để đến địa điểm thần bốn mặt. Xe túc túc cũng giống như là chiếc xe lam, xe lôi ở tại Việt Nam của chúng ta, và nó khá phổ biến ở tại Thái Lan. Hồi trước năm rồi em qua đây, mỗi buổi sáng là em đều đến đó. Trước tiên là em thấy rất là đông mọi người, nhiều nước trên thế giới ghi chữ rồi cầu nguyện. Em không biết là như linh thiêng như thế nào, nhưng mà mỗi sáng đi vậy thấy trong lòng rất là vui và cảm thấy hoan hỷ. Cũng như là mình nghĩ, trong lòng em nghĩ là nếu mà có tin chắc có lành, phải không? Đúng rồi. Dạ, cho nên là thôi mình cầu tới đó, mình cầu nguyện cho Paris by Night thật là thành công. Tất cả quý vị khán giả yêu thương, nếu mà kỳ này không tới được thì khi băng Paris by Night 40 năm kỷ niệm, quý vị nhớ ủng hộ. Rồi, đúng rồi, chúng ta sắp tới rồi mà. Thấy không, em nói anh đi bộ là nó lẹ hơn, tại vì mình đi xe nó sẽ bị kẹt xe, nhưng mà phải giữ sức cho anh để một chút xíu mình sẽ đi nhiều nơi nữa. Đúng rồi, bởi vì Khánh Hoàng muốn trải nghiệm cái xe túc túc nó đi như thế nào. Dạ. Chỉ mất vài phút đồng hồ là chiếc xe túc túc đã đưa chúng tôi đến tượng thần bốn mặt. Rồi. Ok, 150. 150. Tượng thần bốn mặt nằm ở một ngã tư đường sầm uất, xe cộ qua lại tấp nập, nhưng mọi người vẫn đến đây vô cùng đông đúc để cúng bái. Thường thường là em với mọi người là sẽ mua ở đây có giá bao sẵn, mình vẫn trả giá. Lễ vật cúng bái gồm có những vòng hoa, những cây nhang và những cây đèn cầy được bày bán ở đây với giá rất phải chăng. Quý vị thấy không, bất cứ một cái hành động nào mà mình giao tiếp với những người Thái đó thì họ hay cúi đầu lại, cúi đầu lại. Em chỉ cho anh là tại rồi. Vì em đi rồi cho nên em sẽ chỉ cho anh. Tượng thần bốn mặt mà rất nhiều người Việt chúng ta thường hay gọi là tượng Phật bốn mặt hay là Phật tứ diện. Nhưng cách gọi đúng nhất của những người Phật tử nên gọi là tượng Phạm Thiên, hay những người theo Hindu giáo thường hay gọi là tượng thần Brahma. Theo kinh sách, Brahma vốn là một trong ba vị thần tối cao trong tín niệm Hindu giáo, Ấn Độ giáo hay đạo Bà La Môn. Brahma là vị thần sáng tạo ra vũ trụ này, bên cạnh hai vị thần khác là thần Vishnu là thần bảo tồn, thần Shiva là thần quỷ diệt. Thần Brahma thường được miêu tả là có bốn đầu và tám tay. Trong tín ngưỡng tôn thờ của người Thái, hình tượng thần Brahma với bốn khuôn mặt và tám tay và ý nghĩa được giải thích như sau. Khuôn mặt chính diện là biểu tượng cho từ, sau đó thuận theo chiều kim đồng hồ là bi, hỷ và xả. Khuôn mặt từ biểu tượng cho học nghiệp, chức nghiệp, danh tiếng và địa vị. Khuôn mặt thứ hai thuận kim đồng hồ đại biểu cho bi, là chuyện về ái tình, hôn nhân và quan hệ giao tiếp. Khuôn mặt thứ ba biểu hiện cho hỷ, là về thu nhập và phú quý. Khuôn mặt thứ tư là biểu hiện cho xả, là sức khỏe và tiêu tài giải nạn. Còn tám cánh tay, tay cầm trước ngực thể hiện sự che chở bảo vệ, tay cầm niệm châu biểu hiện sự làm chủ luân hồi, tay cầm bình nước giải khao khát, có cầu tức có ứng, tay cầm quyền trượng thể hiện sự thành công tột đỉnh, tay cầm bánh xe ánh sáng minh luân,
thể hiện sự phá tan phiền não, đau khổ, chết chóc. Một tay cầm pháp loa, một tay cầm Phật kinh, thể hiện tài năng và trí tuệ. Tay còn lại cầm lệnh kỳ, thể hiện sự quyền lực. Sau khi Khánh Hoàng đã hoàn tất xong lễ dâng hoa, dâng nến, dâng hương và cầu nguyện tới vị thần bốn mặt, đó là phần thần Đại Phạm Thiên, thì cái nghi thức tiếp theo mà chắc chắn ai đến đây cũng phải cần có, đó là có một cái màn múa, đúng không? Mình dâng cái lời cầu nguyện mình đó. Mỗi lần Hương Thủy tới đây thì Hương Thủy biết là người ta đang múa để cầu nguyện những cái ngôn ngữ của để cho thần hiểu hơn. Mình là một người tiếng Phạn không? Của người Thái, của nhà tiếng Thái, nhưng mà giống như kinh Phật mình cũng vậy, miễn mình tụng sao mà cái lòng thành của mình thì tiếng nào, ngôn ngữ nào thần và cũng sẽ hiểu thôi. Chúng ta có thể dâng voi cho thần Đại Phạm Thiên bởi vì voi là linh vật của Thái Lan. Voi lớn, voi nhỏ, tùy theo tấm lòng của chúng ta. Ở đây có người đến cầu xin, hoặc cũng có người trở lại đáp lễ khi lời cầu xin được toại nguyện. Rồi bây giờ anh em mình đi hơn này. Chúng ta thấy bên phải đây là họ bán những con chim phóng sanh, đúng không em? Dạ đúng. Sau khi đã trả giá, hỏi giá kỹ càng, anh em chúng tôi đã chọn một cái xe túc túc màu hồng đó, rất là đẹp luôn, để đến một cái địa điểm thứ hai. Đất nước Thái Lan là đất nước của tín ngưỡng, cho nên những ai có tâm linh cao thì sẽ có sự đồng cảm rất cao. Theo với Hương Thủy rất là hợp lý luôn, bởi vì quý vị nào mà yêu mến Hương Thủy cũng biết là Hương Thủy đã lớn lên, có một giai đoạn tuổi thơ sống ở trong chùa, cho nên ít nhiều Hương Thủy có một cái tâm linh rất là cao khi mà em ở trong chùa, đúng không? Dạ. Và quý vị nào mà theo dõi những chương trình Brisbane Eye thì quý vị cũng đã nghe Hương Thủy hát bài lạy mẹ Quán Thế Âm đó ha. Em với Kỳ Phương Nguyên hát bài, em hát bài Mẹ Từ Bi, còn Kỳ Phương Nguyên hát bài Chùa Tôi. Dạ. Nhưng ngày hôm nay là trời rất nóng mà Hương Thủy phải mặc cái áo vest như vậy để chi, tại vì vô chùa năm rồi Hương Thủy vô là bị đuổi ra. Mặc đồ không, cũng không hở lắm, nhưng mà cái áo mình nó dù thắt gút mà nó không có tử tế, rồi cái quần jean mà nó có tua vậy đó thì người ta không có đồng ý cho mình đi vô chùa. Đúng mà rồi. Đây là một cái điều mà Hương Thủy cảm thấy rất là trân quý, là tại vì mình đi vô chùa thì mình ăn mặc cho nó chính đáo, trang nghiêm, thì đó là mình phải nể phục cái điều đó, cho nên ngày hôm nay rất nóng quý vị ơi. Nóng quá phải không anh Khánh Hoàng? Người ta thường nói rằng có hai thứ ở Thái Lan bạn không nên xúc phạm. Trước tiên đó là hoàng gia, và thứ hai đó chính là Phật giáo. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các vị vua cũng như là các ngôi chùa rải rác ở khắp Thái Lan. Sau khi anh em đi túc túc xong đến đây, trước khi mình vô chùa Phật Ngọc thì anh em muốn đi uống nước xíu, nóng quá. Trời nóng quá, uống gì giải khát xíu. Trong khi chúng tôi đang muốn vào uống vài ly nước dừa thì tình cờ bắt gặp được cảnh tượng của các em học sinh trong những bộ đồng phục đang cũng ra uống nước. Đồng phục của học sinh Thái Lan là áo trắng quần đen cho học sinh nam và áo trắng váy đen cho học sinh nữ. Và đương nhiên cũng rất ngây thơ và trong trắng. Nếu như nước Pháp có dòng sông Sen thơ mộng, Ai Cập huyền bí với dòng sông Nin hấp dẫn, còn Trung Quốc có con sông Trường Giang hùng vĩ, sông Venice của nước Ý nên thơ, thì tại Thái Lan, con sông Cho Phraya chính là địa điểm du lịch mà không một du khách nào muốn bỏ lỡ. Sau khi anh em dự tính là đi chùa Phật Ngọc, nhưng mà hiện tại bây giờ cả nhà của mình biết là đang vào ngày là gì đấy? Giờ là Buddha Day. Buddha Day. Buddha Day của người Thái Lan. Cho nên chùa tạm thời đóng khoảng mấy tiếng đồng hồ, đến 1 giờ rưỡi thì họ mới mở cửa cho du khách vô thăm viếng. Hiện tại bây giờ nghe ngôi chùa đó thì các Phật tử, rồi các bạn thấy là có nhiều mấy em học sinh ha. Yeah. Em học sinh trong bộ trang phục cũng vô trọng để mà thắp nhang cầu nguyện cái ngày đặc biệt này. Thì Khánh Hoàng, Vương Thủy với lại anh cameraman Duy Tính quyết định đi vòng vòng cái vòng trong Chao Phraya. Chao Phraya được mệnh danh là Venice của nước Ý, bởi vì trên dòng sông này những cái building, rồi lâu mình sẽ vô những cái con hẻm, đi xuyên suốt những cái ngôi chợ nổi.
mà đi dòng sông này thì chắc chắn là Hương Thủy là một người là có nhiều kinh nghiệm về sông nước lắm. Thế có gợi nhớ cho em đến điều gì không Hương Thủy? Dạ, em xuống vừa xuống cái tự nhiên em nhớ quê em là lý do là anh Khánh Hoàng biết chứ quý vị biết là Hương Thủy chèo ra rất giỏi, như là bơi xuồng rồi có thể chống xào rồi chèo ghe mà. Anh biết không, là mỗi buổi sáng đó là Hương Thủy hồi nhỏ xíu đó là 4 giờ sáng thức dậy công phu ở trên chùa xong rồi đó là theo mẹ đi ra đi chợ bán rồi xong rồi bắt đầu mình chèo ghe ra chợ mình bán nào trái cây hay là những cái thứ mà như bắp nấu hay là những cái đồ mà cần bán đó thì xong rồi cái Hương Thủy đi học luôn. Những cái sông nước này là Hương Thủy cũng được trời ban cho, Hương Thủy là không bao giờ say sóng. Chiếc ghe máy để chúng tôi đi dọc bờ sông Chao Phraya. Nhìn cảnh sông nước hữu tình làm chúng tôi nhớ về những dòng sông ở tại quê hương Việt Nam. Đối nghịch bên kia bờ sông những building tráng lệ là những căn nhà của những cư dân bình thường ở tại Thái Lan. Những căn nhà siêu vẹo, cũ kỹ đã phần nào nói lên hai bộ mặt của xã hội. Có những nơi thì giàu có, lộng lẫy và xinh đẹp, nhưng cũng có nơi khó khăn và cũ kỹ. Mặc dù quốc gia Thái Lan là một quốc gia Đông Nam Á đang phát triển, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều những người dân sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với mục đích là phát triển toàn diện về ngành du lịch, cho nên những khu vui chơi giải trí đã được ưu tiên mọc lên như nấm. Cung cách phục vụ dành cho khách du lịch được ưu tiên hàng đầu. Bởi vì người dân Thái Lan có đời sống tín ngưỡng rất cao, cho nên con người của Thái Lan rất hòa nhã, gần gũi và thân thiện. Cho dù sống trong cảnh nghèo khó, nhưng họ vẫn sống như là một câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam chúng ta. Đó là nghèo cho sạch, rách cho thơm, hay là áo rách phải giữ lấy lề. Vì thế chúng ta ít gặp phải những cảnh tượng, những người dân Thái Lan, những người buôn bán, chèo kéo, năn nỉ, mặc cả, nói thách. Chính những điều này đã tạo ra những sự thoải mái cho các du khách ở khắp mọi nơi. Trong chuyến đi này, chúng tôi bắt gặp rất nhiều những du khách từ Âu Châu, Châu Á đến đây với một tâm thái rất vui vẻ và bình an. Mặc cho những biến động chính trị ở tại quốc gia này đang xảy ra, nhưng sự bảo vệ và tôn trọng những du khách vẫn được ưu tiên hàng đầu. Chiếc ghe máy chở chúng tôi đi sâu hơn một chút, lại bắt gặp những ngôi chùa ở ven sông. Những ngôi chùa này cũng được xây dựng với một lối kiến trúc nguy nga và tráng lệ không kém. Những quán hàng dọc bên sông, các du khách thì ăn uống, ngắm nhìn xuồng ghe máy qua lại. Cũng có người thả đồ cho cá ăn, tạo ra một không khí vô cùng sôi động. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cá ở dưới sông, và đó cũng là một loài cá rất gần gũi và thân thuộc với miền Nam chúng ta. Đó là cá da trơn, hay còn gọi là cá trê phi, hoặc là cá tra. Đây là loài cá sinh sản rất nhanh và ăn rất tạp. Có một điều như là chúng tôi chia sẻ đó là người Thái Lan họ rất là dễ chịu ha. Yeah. Dễ chịu, hiền lành, hỏi gì họ cũng trả lời hết, họ không có tính toán gì đó. Đặc biệt là hồi nãy em thấy lúc mà hai anh em mình vô mua nước dừa đó, cái mình chờ thì cái một cái chú đó cũng lớn tuổi, nhưng mà chú chỉ cho mình từng giai đoạn, xong rồi mình cũng móc tiền ra mình cũng cảm ơn, rồi chú chỉ cho mình nói tiếng cảm ơn tiếng Thái à. Xong rồi chú không có lấy tiền, đó là một cái điều mà Hương Thủy cảm thấy rất là hay. Chú từ chối, chú nói không, cũng như giống như chỉ cho mình á. Ở đây bán nhiều đồ, chắc đồ lưu niệm không ha. Dạ. Có đồ ăn nữa nè. Bán xà rong nữa rồi. Dạ, hàng chim nghe cái mùi thơm. Đồ ăn chip gì mà thơm quá. Còn dạ. Cá đẹp quá ha. Cá gì vậy ta? Cá nhiều này thứ, có hồng, người có một cá trắng trắng giống hôm nay. Là em họ, chỉ họ, họ nuôi kiển hay họ cho mình bắt lên để nấu chắc, ăn? Chắc mình nghĩ kiển quá à. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình đi vô trong đây là... Bây giờ mình thả đồ cho cá đi hả? Ồ, ok. Nãy mình đi ngang á, mình thấy có mấy người họ thả đồ xuống cho cá ăn á. Bây giờ mình buông bình thả nha. Nãy có một cô gái xinh đẹp, bây giờ một chàng trai xinh đẹp thả đi anh đi. Một chàng trai, một cô gái xinh đẹp. Rồi. Cả hai người đều xinh đẹp hết. Giờ mua cái bịch này ha. Mua đi. Đây. Mắc cười quá. Anh Khánh Hoàng á quý vị. Hả? Anh Khánh Hoàng á, biết quý vị biết gì không? Anh hỏi cái này ăn được không? Cái ông mà bà bán cái này cũng nói. Oh, I should try. No, no, no. No, he say, no, you can't. You eat, you. Yeah, right away, right? Rất là ngọt, đẹp ha. Rất là bắt mắt không? Thank you.
Và một lần nữa, chúng tôi tình cờ bước vào một lớp học nơi có rất nhiều các em học sinh ngồi quay quần bên những chiếc bàn. Chúng tôi thực sự thắc mắc, không biết rằng các em đang làm gì và học điều gì. Chúng tôi thấy trên bàn có những cái khay, có rất nhiều những tràng hạt chưa được kết lại, đang nằm trong từng khay riêng biệt. Có rất nhiều những chuỗi hạt khác nhau, màu sắc sặc sỡ, vô cùng bắt mắt. Và những em học sinh trong những bộ trang phục màu hồng trắng đang cầm chiếc dĩa và bỏ từng hạt vào chiếc dĩa của mình. Thì ra là các em học sinh trong những ngày hè đã tụ tập vào đây tham dự những lớp thủ công gia chánh như là xỏ tràng hạt, đan áo, đan nón, tập viết chữ, v.v. Và đây là một góc nhỏ bàn thờ ở tại lớp học này. Tất cả các em đều học tập chăm chỉ và yên lặng. Và điểm đến tiếp theo là một ngôi chùa rất khang trang và rất nhiều điểm lý thú. Đó là ngôi chùa nằm dọc bờ sông Chao Phraya. Nơi đây có một tượng Phật bằng vàng thật ngay tại chánh điện để cho các du khách có thể vào cúng vái và cầu nguyện. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xin các vị sư rắc nước phép lên người để mang đến sự may mắn và bình an. Xin một vòng đeo tay làm linh vật hộ mệnh. Đây là ngôi chùa Wat Pak Nam Pachicharan, mà người ta hay đọc tắt là chùa Wat Pak Nam, có nghĩa là khóa trong kênh, dùng để chỉ vị trí của ngôi chùa. Wat Pak Nam được thành lập vào năm 1610 trong thời kỳ Ayutthaya và nhận được sự ủng hộ của các vị vua Thái Lan cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Đầu thế kỷ thứ 20, ngôi chùa gần như bị bỏ hoang và xuống cấp. Ngôi chùa đã trải qua một cuộc phục hưng lớn vào nửa đầu thế kỷ thứ 20. Một điểm đặc biệt của ngôi chùa đó chính là tượng Đại Phật nằm giữa lòng Bangkok. Tượng Phật có tên là Hamakaya Thap Mongkho Buddha, được làm bằng đồng, có chiều cao 69m và bề ngang là 40m. Đây là một pho tượng Phật theo dáng tĩnh tọa, một hình ảnh phổ biến ở tại Thái Lan. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tượng Phật này khi đi thuyền qua dòng sông Chao Phraya. Và điểm đến cuối cùng trong chuyến hải trình bằng ghe máy trên dòng sông Chao Phraya, đó là ngôi chùa cổ kính nhất của Thái Lan, chùa Wat Arun, và tên tiếng Việt chúng ta gọi là ngôi chùa Bình Minh. Tương truyền, khi vua Thaksin quyết định xây dựng kinh đô mới tại Thoburing, ông đã tới đây vào một buổi bình minh. Sau này, khi vua Rama đệ nhất kế vị, ông đã mở rộng nơi này. Trong đó, có ngọn tháp trung tâm. Ngọn tháp được trang trí lộng lẫy và trở thành tâm điểm của chùa. Wat Arun có nhiều ngọn tháp, trong đó tháp cao nhất nằm ở một trung tâm của ngôi chùa. Ngọn tháp này được trang trí rất đẹp mắt, tinh xảo bằng các mảnh thủy tinh nhỏ và đồ sứ. Bên cạnh tham quan Wat Arun, bạn có thể chụp hình bởi màu sắc và kiến trúc của ngôi chùa khi lên hình rất đẹp. Việc đi lên những bậc tam cấp ở tại ngôi chùa này cũng là một điều khó khăn vì nó rất cao và dốc. Ở tại Wat Arun, bạn có thể bắt gặp những thiếu nữ, những thanh niên trong những bộ trang phục truyền thống của Thái Lan. Những bộ trang phục này đã được thuê mướn ở trước cổng chùa. Từ nơi này, bạn có thể nhìn thấy cung điện hoàng gia và những ngọn tháp Wat Arun sẽ lung linh rực rỡ vào ban đêm. Một lần nữa xin nhận ngay đây một cái sự khâm phục, khâm phục cho những lối kiến trúc rất đẹp của các ngôi chùa tại Thái Lan. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn Hương Thủy. Anh, em phải cảm ơn anh Khánh Hoàng là rủ Hương Thủy chứ. Cảm ơn Tính nè. Cảm ơn Tính nè. Qua những cuộc tham quan ngắn ngủi tại các ngôi chùa, chúng ta có thể nhận định một điều rằng Phật giáo tại Thái Lan rất đặc sắc và có một nét riêng biệt, cùng là đạo Phật, thờ Phật và học kinh Phật. Nhưng ở mỗi quốc gia đều mang một sắc thái khác nhau.